I love you. Vâng, và cái bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn được nữa, sẽ đến với cặp thi tiếp theo. Cặp thi Nguyễn Tài, Lý Mạnh Hào với chức đoàn Duyên Kiếp và phần hỗ trợ của người đẹp Châu Pha. Em ra đây, có chuyện muốn nói với em một xíu. Quệ ơi, Quệ à, em nhắc một cái câu hai xong chưa vậy Quệ? Dạ mời Quệ em ngồi xuống đi, có chuyện muốn nói với em. Dạ được rồi mời. Em ngồi xuống đi. Dạ được rồi mời hai. Em ngồi xuống đi, chỉ có chuyện muốn nói với em Quệ à. Dạ mời hai. Được rồi, em cứ ngủ với cậu đi, mở anh sao hết trơn á. Dạ mợ ơi, em không dám ngủ với cậu đâu, cậu đánh mắt em chưa hết bầm nữa nè. Mà chuyện này là do cậu chứ không phải là do em. Chị biết, trong chuyện này chúng ta không ai có lỗi. Cả em, cả chị, không ai giành được hạnh phúc của ai. Dạ. Mà cả hai đành phải mất. Em thì đánh mất đi một tình yêu bị hẹn non thề như anh thân. Còn chị nè, thì chị đánh mất tháng năm dài gối chăn nồng mặn. Vì sự xuất hiện của em mà chị trở thành một kẻ bị bỏ rơi đó Quệ à. Chị muốn phải tìm ra được cách em về với anh thân. Còn chị thì chị giữ lại chồng mình, có được không em? Nhưng mà hoàn cảnh nó trói buộc em rồi, em không thể nào mà. Hoàn cảnh thì trói buộc em, nếu như em một mình sức yếu, nay em đã có chị giúp sức rồi, chị sẽ giúp em bằng cả tấm lòng thành thật của chị. Mà hai, mà có cách giúp em hả? Mời chị đi, cỡ nào cũng làm hết á. Em nghe chị. Dạ. Sao vậy mời hai? Em đi ra đây. Em bỏ trốn đi quên. Bỏ trốn? Sẽ cho một số tiền thật lớn để em nói là tình xưa với anh thân. Dạ, sẽ cho một số tiền thật lớn để em đi. Không, mà em còn ông ngoại của em. Ông ngoại của em, chị sẽ cho người lo thuốc thang đầy đủ. Nhưng mà không phải lo về ông ngoại của em. Bồ má ông bà của em, chị sẽ cho mãi tán vào đất của ba má chị. Bà lớn không có làm gì được em đâu. Nhưng mà em đi rồi bà lớn sẽ rước người vào đây để thay thế. Em cứ yên tâm, chuyện tới đâu tình tới đó. Trước mắt là em phải bỏ đi tiền xa, em đi miệt xứ cho chị. Dạ không, em đi không được. Cho một số tiền thật lớn. Em sẽ cho một số tiền thật lớn để em bỏ tội của đó. Em cái gì? Nói cái gì? Em có bầu. Em có thai 3 tháng rồi. Em không đi được. Hồi sớm này nè, bà lớn cho bà mụ qua khám. Nói em á, có thai con trai. Cậu vui quá trời luôn. Bà cũng vui nữa đó mà. Chiếm đoạt địa vị của tôi. Bây giờ không phải em có giành được hạnh
chúng tôi có đứa cháu nội. Mà tại sao bọn ta ác như vậy? Mày định tao nè, mày đang khóc hay mày đang cười hay mày khóc khinh bỉ với tao hả mày? Mày nói vậy, mày nhìn đi, đây mày nhìn thấy gì không? Đây là máu nè, máu của bào thai nè. Mày không sanh kẻ được, mày muốn gia đình tao tuyệt tử tiệt tôn. Mày là một con ác phụ, tao phải cho mày chết, mày phải chết. Mày có trả 8 cái mạng tao cũng không tiếc. Hôm nay tao phải cho bà con chồng sớm biết được bộ mặt của mày. Bà con nhìn đi, nó là một con ác phụ, nó là một con ác phụ. Chị đừng nhăn, chị đừng nhăn, nó là một con ác phụ. Ông bà người ta nói cây độc không trái, trái độc không con. Là mày, là mày. Mà tại sao mày tàn ác như vậy hả? Tao nuôi con gà nó còn biết đẻ, tao nuôi con chó nó cũng biết đẻ, tại sao mày không biết đẻ hả mày? Tao nói cho mày biết, nếu như cháu nội tao mà có mệnh hệ gì thì mày không sống với tao nữa. Con quyền ca, con quyền ca. Con đã cố gắng hết sức, nhưng mà con ác phụ đó, chính nó đã làm cho họ nhà mình tiệt tử, tiệt tử. Quay, cháu nội của tôi mất rồi, quay, cháu nội của tôi mất rồi.
hết rồi. Chết rồi. Lấy bằng cái đi hết rồi. Chết rồi. Dạ. Rồi, nếu thì bây giờ xin mời sự nhận xét và nó là biết phụ nó hết mình luôn. Rồi bây giờ xin mời Thắng đi. Anh nhận xét cho cái một điểm thôi. Xin lỗi là trước khi nhận xét cho em xin gửi lời cảm ơn đến các anh Hậu Cần và anh Hậu Trợ cho em hiện tại cho một ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và cảm ơn các bạn đã tiếp tài viên tắt điện tôi yêu. Anh đúng quá. Chị Pha thức ngày đêm sưng mắt hết trơn. Chúc mừng cho Lý Minh Hào và Nguyễn Tài. Cảm ơn phần trình diễn cho Pha. Thật sự khi mà diễn bi có cho Pha thì tiết mục của các bạn thấy cảm xúc nhiều hơn. Có được một lời cảm ơn đến cho Pha rất là nhiều. Và thật sự thì Tài thì khi mà mình biết Tài rất là lâu và khi mà Tài cho mình diễn nói chung là khi mà diễn cái vai nữ đó thì nó chưa thật hoàn hảo hết mà nói chung là cũng ok được. Nói chung thì như so thì mình không chuyên nghiệp thì mình như vậy là quá tốt rồi. Còn Lý Mạnh Hào thì bây giờ là Bạch Linh Thủy ha. Nói chung thì Lý Mạnh Hào thì Bạch Linh Thủy đúng rồi, nó di chuyển vậy chưa nói hết rồi, tôi đang bị mà quên. Thì Bạch Linh, Lý Minh Hào giấc miệng ngoài trời. Thì mình nghĩ là khi mà bạn làm nữ các bạn có thể là bạn diễn rất là ok. Bạn diễn rất là hết mình luôn á. Nói chung là cái hình tượng này đối với mình nha, là bạn diễn rất là tốt khi mà bạn bước trên sân khấu với tập thể Sài Gòn Tân Thời. Còn mà khi mà một cái sự lựa chọn của mình thì mình nam á thì là sự lựa chọn của bạn mình tôn trọng. Còn nếu mà cái này được mình góp ý lúc mà bạn thi Miss Lotto là bạn nên làm hình tượng nữ. Còn khi mà cái hấp diễn của bạn thì cái sắc mặt hay là cái thần thái các bạn diễn cái tiết mục rất là ok. Thật sự mình thấy rất là tốt, mọi người khen cho bạn. Và khi mà cái tiết mục người Thắng coi rất là nhiều và nó có rất là nhiều cảm xúc khác nhau, hoặc là diễn bi hay là diễn tất cả mọi thứ tổng thể thì nó rất là giống nhau. Và khi mà mình diễn mình không có chuyên nghiệp á thì mình diễn như vậy là mình thấy rất là tốt. Chúc mừng tất cả các bạn và cảm ơn cho Phan rất là nhiều. Dạ cảm ơn giám khảo Hoàng Thắng. Xin mời giám khảo Hồ Khắc Tùng. Phải nói thì ngồi đây cảm giác rất là sao ta sung sướng á, khi mà các bạn mà được biểu diễn, được thể hiện hết những tài năng của mình. Mặc dù nó là sở đoản nhưng mà những tài năng mà các bạn biểu diễn ở trên tại sân khấu này được sự hỗ trợ của rất nhiều, được sự hỗ trợ của rất nhiều người từ phía sau, cũng như là được sự hỗ trợ của bạn diễn của mình. Mà hai bạn biểu diễn như vậy á, là không phải là nghiệp dư nhưng mà các bạn đã cháy hết mình trên sân khấu vậy, đó là một cái sự rất là vui và tôi thấy là rất là tốt. Một xin quý vị một tràng pháo tay cho hai bạn quý vị ơi. Yeah. Xin cảm ơn thật nhiều. Dạ yeah, cảm ơn giám khảo một cái rất nhiều. Dạ yeah. Rồi Lý Mạnh Hào nè. Quá trời luôn ha. Chắc có lẽ là chị sẽ chốt là cái phần nhận xét cho nó nhanh ha, để bà con không có đợi lâu. Dạ. Nói luôn là đối với chị nha, Hào thì dĩ nhiên cái khả năng của em á, chị đã nói rất là nhiều lần rồi, vẫn còn đang là trong thời gian là các bạn thử tiền, cho nên chị hy vọng là em có thể thay đổi cái ý định là em sẽ muốn làm nam. Để mà thực sự mà còn làm nữ cũng rất là duyên và nó hợp lý dữ lắm luôn á. Chị chưa bao giờ chị thấy, kể cả hồi xưa chị ẩn vô đây mà làm nam chị cũng không nghĩ là chị ẩn làm nữ sẽ hợp, mà với em nhìn là phải là nữ mới là hợp. Có thể là công việc của mình trên sân khấu ông tổ muốn đòi hỏi mình gì vậy đó, mình phải chấp nhận, còn nếu không là mình sẽ bị loại khỏi cái cuộc đua. Cái đó là chị nói thiệt, tại vì nếu mà làm nam không cạnh tranh lại những cái màu nam khác, không làm lại và nó cũng không tròn nam, nó cũng không men nữa, nhưng mà làm nữ thì xuất sắc, rất có duyên. Còn riêng với Tài đó phải nói là chị lúc nào cũng, nếu mà nói mà chị không thích em là không đúng nha, chị mê em thật sự luôn á, là bởi vì em làm nghề nó rất là nghiêm túc. Mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp, em diễn vậy là ok rồi, nhưng mà cái em làm nó rất là nghiêm túc từ của bạn thân quen tới giờ. Có thể là so với những bạn khác ở trong đoàn thì mình không quá nổi bật,
nhưng mà thiết yếu em nhận làm cái gì em làm đều rất là tròn, và cái đó làm chị làm cho chị nhưng mà mình có một cái diễn viên gì mình rất là mê, rất là thích. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, và cảm ơn cho Thanh nữa. Thank you. Hôm nay cũng là sở đoạn thì hai bạn thì gọi là cũng không có được diễn xuất, diễn kịch thì phải tập rất là nhiều, nhưng mà đối với hai bạn thì rất là áp lực. Nhưng ngày hôm nay thì cũng có một chút xuất thì mong bây giờ mình cũng là thử. Và cho mình hỏi là cái tuần này là ai là người mà chọn để mình thi cái ngày hôm nay? Nào chọn? Lúc đầu là tụi em có ý tưởng là làm một cái khác, nhưng mà nó lại trùng ý tưởng một cặp đôi khác. Mà tụi em chọn sao thì tụi em phải đổi. Đổi xong rồi là nó nói thôi giờ làm đi, làm buông đi để còn 2 tháng. Còn xong là em mất ngủ nguyên một tuần lễ luôn. Tại đó giờ em đơ, em không có diễn được đâu. Chưa bao giờ em diễn tuần một lần nào hết. Mà dễ thương đúng không quý vị khán giả? Dễ thương nhất là cái khâu mà phân giai đó, dễ thương. Nè, bà hai bỏ lấy bà ba nè. Đó, trứng đỏ không? Dễ thương. Tức là bà tưởng đâu là bà đồng không? Dạ, một tràng pháo tay thật lớn à. Dạ, xin chúc mừng Nguyễn Tài và Lý Mạnh Hào. Cảm ơn chị Châu Pha rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin